dư luận cho rằng ông Bùi Văn Cường nguyên tổng thư ký quốc hội, nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk bị đề nghị kỷ luật và bị cho thôi các chức vụ ở quốc hội là vì liên quan đến tập đoàn Thuận An. Chúng ta cùng nhau xem việc này như thế nào. Về mặt công khai, quốc hội đã thông báo ông Bùi Văn Cường, tổng thư ký quốc hội, xin thôi chức vụ tổng thư ký quốc hội và xin thôi nhiệm vụ làm đại biểu quốc hội được hưởng chế độ hưu Tuy nhiên ông Bùi Văn Cường chưa đến tuổi thu và trong tình trạng sức khỏe rất tốt. Từ đó mới có dư luận đồn rằng ông Bùi Văn Cường có liên quan đến tập đoàn Thượng An, ít nhất là về mặt trách nhiệm. Có đúng như vậy không, thưa các anh chị? À, mới đây nhất thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị kỷ luật ông Bùi Văn Cường và ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắc nhiệm kỳ 2015-2020, ban các sự đảng ủy ban nhân tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Những người này, trong đó có ông Bùi Văn Cường đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột trong thực hiện một số dự án điện năng lượng mặt trời điện gió một số cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định của những điều về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương những vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm khuyết điểm như trên thuộc về các ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm dân phòng Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk. Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Tuấn Hà, Ủy ban Thường vụ Thường ủy, tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Lâm Tứ Toàn, nguyên tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở xây dựng, Bùi Thanh Lam, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phạm Văn Hạ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh. Bùi Văn Từ, trưởng ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh và một số tổ chức đảng viên khác. Thưa các anh chị, tuy nhiên thông báo của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng đâu có đề cập gì đến tập đoàn Thượng An phải không? Thưa các anh chị. Là có đấy thưa các anh chị ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng đã chỉ ra ông Bùi Văn Cường, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắc lúc đó và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật khi thực hiện dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Dự án này do tập đoàn thuộc Thu An liên danh thực hiện và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. C03 Bộ Công an đang điều tra từ tháng 4 đến nay. Công ty cổ phần tập đoàn Thuận An lành là thành viên liên danh trong gói thầu số 03 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Tránh Đông, thành phố Buôn Ma Thuột. Gói thầu này có tổng trị giá gần 515 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng là hơn 481 tỷ đồng, gồm 4 nhà thầu liên danh. Trong đó, công ty cổ phần phát triển xây dựng thương mại Thuận An thi công 5,2 km giá trị thực hiện hơn 105 tỷ đồng. Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Tránh phía Đông, thành phố Buôn Ma Thuột có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 1.500 tỷ đồng, chia làm hai gói thầu xây lắp gói số 3 và gói số 4, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2023. Tuy nhiên, quá trình triển khai, dự án này liên tục chậm tiến độ, dính nhiều vi phạm. Kiểm toán nhà nước đã từng chỉ ra rất nhiều sai sót trong công tác quản lý điều hành, lựa chọn nhà thầu, đàm phán, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng dự án này. Bộ Giao thông vận tải đã 5 lần điểm tên dự án do chậm tiến độ, đội vốn giải phóng mặt bằng hơn 331 tỷ đồng. và C03 Bộ Công an hồi tháng 4 vừa qua đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trả lời bằng văn bản và cung cấp hồ sơ tài liệu, bản photo copy đóng dấu treo thống kê theo danh mục không đóng dấu mặt với về cục cảnh sát kinh tế có liên quan đến những đơn vị thi công đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột như chúng tôi đã nêu trên như vậy đã rõ ông Bùi Xuân Cường sở dĩ tự nguyện xin thôi các chức vụ và bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị kỷ luật là gì? Liên quan có tính trách nhiệm đến việc tập đoàn Thuận An tham gia thi công một số công trình tại tỉnh Đắk Lắk và một số vi phạm khác nữa. Ông Bùi Xuân Cương như chúng tôi đã từng nêu đừng được mệnh danh là Đông Phương bất bại, người đàn ông bất khả chiến bại, người đàn ông bất khả cán bộ bất khả chiến bại, dũng sĩ diệt Facebooker bởi lẽ những người dùng mạng xã hội và các hình thức khiếu nại tố cáo khác liên quan đến ông Cường đều bị tai nạn tai nạn trong dấu ngoan hoặc kép tức là bị rắc rối về mặt pháp lý hoặc bị ra to và bị đi tù. Đã có hai người đi tù vì bị cho rằng tố cáo sai sự thật về ông Bùi Văn Cường. Một số Facebooker rất nổi tiếng khác không bị đi tù trực tiếp về việc tấn công ông bùi văn cường tuy nhiên họ lại bị bắt trong một vụ án khác không hề có liên quan ba tay to trong một vụ án khác những facebook cơ này đã phải lên tiếng xin lỗi ông bùi văn cường thật là kỳ lạ phải không à, nhưng cuộc đời này không phải là không phải ai cũng mạnh mãi mãi cũng mạnh mãi mãi ông cường bùi văn cường từng rất mạnh trong sóng gió dồn dập như thế người khác chắc chắn sẽ đột quỵ về mặt chính trị nhưng không ông Bùi Văn Cường một phát một đang trong cơn bão dư luận như thế bài lên trung ương còn những người tố cáo ông thì đi tù đi tù nhưng rồi cuộc sống này nó vận động theo hình sinh hôm qua là những người Bùi Văn Cường ra tay với họ và hôm nay Bùi Văn Cường lại đóng vai là đối tượng bị kỷ luật và chưa biết những gì sẽ xảy ra tiếp tục nữa. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.